Xin chào các bạn. Mùa hè cũng sắp đến rồi. Đối với cái trường hợp mà khi mà chúng ta bị mất điện ấy, thì thật là bất tiện khi mà chúng ta không có một cái quạt dự phòng. Hoặc là chúng ta có thể là đi đâu đó mà cũng không có quạt thì cũng sẽ cũng tương đối bất tiện. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn một cái quạt mini cầm tay. Đó, đây là cái quạt mini cầm tay nàng tiên cá của cái hãng Evalue. Đây, cái thông số này đây, các bạn có thể nhìn thấy đây. Modem của nó là MTF001 và nó sẽ dùng cái viên pin 2000 mAh. Điện áp của nó là đây, điện áp của nó là 5V 1A. Đây, các bạn có thể nhìn thấy cái quạt này rất nhỏ gọn. Cái này các bạn có thể là cầm tay đây, nhỏ gọn nào. Thì các bạn có thể để đứng nó lên được. Đây, chúng ta bật lên và chúng ta sẽ để đứng như này. Đó. Đây, để đứng rất tiện lợi. Hoặc là chúng ta cũng có thể để gập nó vào như này. Đó. Và chúng ta để nằm như này cũng rất tiện lợi luôn. Đó. Các bạn có thể là cầm tay, có thể là bỏ vào túi mang đi bất kỳ đâu cũng được. Và cái này là nó sẽ dùng pin tích điện. Đây. Các bạn có nó đây nó trên này nó chỉ có một nút bấm này, các bạn bấm thì là nó chạy số 1. Đó. Chạy số 1 là cái số nhỏ nhất. Thì ở đây nó sẽ có ba cái cấp độ, ba số. Đấy, thì số 1 là số nhỏ nhất. Đây các bạn có thể nhìn này. Đó. Đây, bật chuyển số 2 thì ở đây số 2 thì nó sẽ có cái đèn ở đây nó sẽ là giữa nó sáng. Số 2 nó sẽ mạnh hơn. Đấy, bật chuyển số 3. Số 3 là số mạnh nhất. Thì khi mà số 3 chúng ta dùng mạnh nhất. Đấy, cái số mà mạnh nhất thì là cái thời gian dùng của nó sẽ ngắn đi. Số 1 thì chúng ta có thể là dùng được khoảng tầm 6 giờ, 6,5 giờ. Đấy, số 2 thì chúng ta có thể là dùng được 3 giờ, còn số 1, số 3 là cái số mạnh nhất thì ở đây chúng ta dùng được khoảng 1,5 giờ. Tất nhiên tùy theo chúng ta có thể là thay pin khác thì chúng ta có thể thời gian dùng nó sẽ dài hơn. Đây các bạn có thể nhìn thấy đây. Đây là cái viên pin của nó này, pin sạc của nó này. Cái viên pin này nó là 2000 mAh, 3,7V. Cái pin này thì mình có thể là mua ngoài chợ rời hoặc là mua ngoài các cửa hàng đồ điện là nó cũng có bán cái pin này. Các bạn mua cái dung lượng càng lớn thì các bạn sẽ dùng được càng lâu. Ngoài ra thì nó còn có cái cổng sạc. Khi mà pin này cắm vào đây, chúng ta có thể là hết pin, chúng ta cắm cái sạc điện thoại của chúng ta bằng cái cổng micro USB và đây là nó sẽ tự động nó sạc pin cho chúng ta. Đồng thời, nếu như mà chúng ta không dùng pin mà chúng ta có sạc dự phòng, chúng ta cắm ở đây nó có thể chạy được. Đây các bạn có thể xem đây nhé. Giả sử đây là cái cục sạc dự phòng của tôi này, nó rất tiện lợi này. Đó. Thì bây giờ tôi sẽ cắm cái điện đây, cắm khi mà chúng ta cắm vào đây thì là nó sẽ sạc cho pin này. Đó, chúng ta sẽ dùng cái sạc điện thoại chúng ta cắm vào thì nó sẽ sạc cho pin của cái quạt này luôn. Đây các bạn có thể nhìn thấy nó sạc thì nó sẽ nháy nháy cái đèn đó, nháy cái đèn ở đây. Đó. Còn nếu như mà chúng ta mất điện, chúng ta có thể là hoặc là cái pin này chúng ta hết này mà chúng ta có thêm sạc dự phòng thì chúng ta vẫn có thể kéo dài thời gian chạy quạt bằng cách là dùng ngay cái sạc dự phòng này. Đấy, tôi bật lên cho các bạn xem này. Đấy, nó vẫn chạy bình thường. Vẫn chạy bình thường này. Bật này. Vẫn chạy này, vẫn chạy này. Đấy, tôi đã bỏ pin này ra rồi. Đây, pin ra và hiện tại đang dùng sạc dự phòng. Đó. Thì như vậy là đối với cái quạt này, các bạn có thể là dùng rất thoải mái thời gian nếu như mà chúng ta có thêm các cái sạc dự phòng bên ngoài, không lo mất điện nữa rồi. Đó. Rất tiện dụng đúng không bạn? Đấy, mà cái kiểu dáng này là cái kiểu dáng nàng tiên cá. Đấy, với cái kiểu dáng nàng tiên cá này thì rất phù hợp cho các bạn nữ. Làm quà tặng mua cho các bạn nữ hoặc là cho con gái là rất phù hợp đúng không ạ? Rồi bây giờ mình sẽ mở ra để cho các bạn xem về bên trong nó sẽ gồm có những cái gì các bạn nhé. Đây, đầu tiên thì ở đây nó là một cái mạch điều khiển gồm có điều khiển tốc độ quạt và sạc pin luôn. Đây các bạn có thể nhìn thấy đây là cái mạch của nó đây. Ở đây nó sẽ dùng con này là con gì đây? Con IP6351 đó. Con này là sẽ điều khiển tốc độ và sạc pin.
Cái bên này thì nó cũng không có cái gì cả. Đó, cái mạch nó rất nhỏ gọn như này thôi. Rồi bây giờ mình sẽ xem ở đây. Thì đây nó chính là cái quạt chính của chúng ta đây. Đây các bạn có thể nhìn thấy đây. Nếu như các bạn muốn nhấc được cái cánh này ra thì các bạn sẽ phải mở cái đằng sau này ra. Ở đây nó sẽ có một cái chốt. Ở trong này nó sẽ có một chốt, mình sẽ tháo chốt đấy ra và mình sẽ rút được cánh ra. Thì ở đây các bạn có thể nhìn thấy ở đây là nó sẽ dùng cái động cơ không thổi than các bạn nhé. Các bạn khi mà dùng động cơ không thổi than thì nó chạy rất bền. Đó, và thứ hai nữa là nó cũng tiết kiệm điện. Này. Ở đây như cái quạt này của tôi là tôi cũng đã dùng nó cũng tương đối lâu, nó 1 năm nay rồi đấy, mà dùng rất ok. Thì hôm nay mình mới lấy ra chia sẻ cho các bạn. Đó. Quạt vẫn rất trơn tru này. Đấy, rất trơn tru luôn. Các bạn có thể nhìn thấy bốn cái cục dây đồng đấy, to nên là cái tốc độ của nó tương đối mát. Đó, cái mạch điện của nó hết sức đơn giản như vậy thôi. Với cái giá mà ngày trước tôi mua ở trên mạng về thì nó rơi vào khoảng 209 gì đấy, khoảng tầm gần 300. Đó. Thế mà dùng từ năm ngoái, mùa hè năm ngoái đến giờ bật quạt vẫn rất ok, ngon lành cành đào luôn. Đấy, cái pin này là dùng cũng thấy cũng ok, cũng tương đối bền, nó cũng chưa có cái hiện tượng chai, vẫn dùng được lâu phết đấy. Đó, mình cũng vừa mới chia sẻ cho các bạn một cái quạt cầm tay mini, cái dạng kiểu dáng của nàng tiên cá, rất hay, rất tiện dụng và rất hữu ích cho tất cả mọi người trong cái dịp mùa hè sắp tới này. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi video của mình. Nếu các bạn thấy video hay, hãy ủng hộ kênh của mình bằng cách đăng ký, nhấn chuông, like, share để nhận được nhiều cái video mới hơn. Cảm ơn các bạn.